Lệ Quyên cảm ơn bạn trai kém 12 tuổi ngày cuối cùng của năm. Ngày cuối cùng của năm 2022, ca sĩ Lệ Quyên chia sẻ vài dòng tâm sự trên trang cá nhân. Cô viết, khoảnh khắc năm cũ sắp qua, luôn luôn nao khó tả dù năm nào cũng có một lần. Cảm ơn 2022 với những hành trình tuyệt vời bên nhau. Cảm ơn anh luôn nắm chặt tay em cùng xuyên qua khó khăn nuôi dưỡng hạnh phúc. Luôn nhẫn nhịn vị tha dù thiệt thòi rất nhiều khi bao điều tốt đẹp của bản thân không phải lúc nào cũng được đánh giá đúng. Cảm ơn tất cả những điều tốt đẹp tuyệt vời nhất Quyên có được trên đời này. Lệ Quyên từng tâm sự, trước kia Lâm Bảo Châu rất bận rộn với công việc của một diễn viên, người mẫu. Từ khi yêu nhau, bạn trai đã hy sinh sự nghiệp riêng để hỗ trợ Lệ Quyên. Anh tạo động lực cho cô tập thể dục, rèn luyện vóc dáng, giúp cô định hướng hình ảnh trước công chúng đẹp hơn. Sau khi đổ vỡ hôn nhân, Lệ Quyên tìm thấy người đàn ông mới của cuộc đời mình và cảm thấy thanh xuân như trở lại ở tuổi 40, cô và bạn trai yêu nhau mãnh liệt. Gắn bó không rời từ công việc đến cuộc sống. Trước kia, cô từng giấu kín bạn trai mình, nhưng hiện tại Lệ Quyên thoải mái khi chia sẻ cuộc sống riêng tư, trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, tôi đã thay đổi suy nghĩ. Tôi không ngại chia sẻ chuyện riêng của mình như trước kia. Tôi cởi mở hơn, dám nói điều mình thích, Lệ Quyên chia sẻ. Nữ ca sĩ chia sẻ, dù chênh lệch tuổi tác nhưng cả hai rất đồng điệu và điều đó giúp họ có mối tình bền chặt, vượt qua nhiều ý kiến trái chiều của dư luận. Sự đồng điệu giúp chúng ta nương tựa nhau để sẻ chia khóc cười. Không có giới hạn nào cả, cứ thế nhẹ nhàng đi chung đường. Người ta không thiếu tình yêu để chia tay mà thường thiếu tình bạn nên xa nhau, Lệ Quyên chia sẻ. Những chuyến công tác nước ngoài, Lệ Quyên và bạn trai thường tranh thủ đi du lịch. Mỗi nơi cả hai qua đi qua cùng nhau, họ đều ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc mật ngọt.